Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Mỹ có liên quan vụ Ukraine tấn công radar hạt nhân Nga. Một phân tích từ quân đội Áo về cuộc tấn công mà Ukraine tuyên bố nhắm vào một địa điểm radar hạt nhân của Nga làm dấy lên lo ngại lớn. Theo đài RT, các nguồn tin Ukraine tuần trước tuyên bố Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công vào địa điểm radar hạt nhân Voronezh DM ở vùng Krasnodar, phía nam Nga, gần thành phố Amavir. Ukraine đã tấn công trạm radar Amavir ở khu vực biên giới Krasnodar. Đòn tấn công làm hư hại cơ sở hiện đại, nơi cung cấp khả năng phòng không thông thường và một phần của hệ thống cảnh báo hạt nhân của Nga. Trạm radar Amavir được cho là có khả năng theo dõi tên lửa tầm xa ATACMS, được Mỹ chuyển giao cho Ukraine vào đầu năm nay. Giới chức Kiev cuối tuần qua đã xác nhận việc thực hiện cuộc tấn công này. Họ cho rằng cơ sở này giám sát một phần không phận Ukraine và khu vực bán đảo Crimea. Giờ đây, theo một phân tích của đại tá Marcus Reiner, được quân đội Áo đăng tải, cuộc tấn công trên được cho là có ý nghĩa quan trọng vì cơ sở này là một phần của hệ thống răng đe hạt nhân của Nga. Ông Reiner lập luận rằng việc tấn công trạm radar khó có thể mang lại giá trị quân sự trực tiếp cho Kiev. Việc vô hiệu hóa nó sẽ làm giảm lượng thông tin tình báo mà Nga thu thập về các vụ phóng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ tài trợ của Ukraine. Nhưng trạm này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay ở độ cao hơn nhiều so với vũ khí chiến thuật mà Ukraine sử dụng. Vì vậy, chuyên gia này cho rằng Mỹ có thể đã bật đèn xanh cho vụ tấn công để phản ứng trước việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong một số trường hợp nhất định. Theo AT, dẫn lời trong bản tin ngày 29 tháng 5, đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tập trận hạt nhân chiến thuật ở quân khu phía nam, giáp biên giới Ukraine. Moscow cho biết đây là động thái đáp trả trước những lời lẽ ngày càng thù địch của các quan chức phương Tây. Nếu đúng như vậy, có thể rút ra hai kết luận nữa. Thứ nhất, tình hình ở Ukraine cực kỳ nghiêm trọng, và thứ hai, xung đột ở Ukraine lại leo thang. Ông Reiner viết, chuyên gia quân sự này cũng lưu ý rằng một cuộc tấn công như vậy có thể đủ điều kiện để trả đũa bằng hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay vẫn chưa bình luận về vụ tấn công mà Kiev nói đến. Ukraine tấn công radar hạt nhân Nga, phương Tây phản ứng trái chiều. Các nhà phân tích phương Tây phản ứng trái chiều khi Ukraine tấn công hệ thống radar hạt nhân của Nga. Vụ tấn công hệ thống radar hạt nhân của Nga được Ukraine thực hiện bằng máy bay không người lái UAV hôm 23 tháng 5. Tờ Telegraph Anh cho hay Ukraine đã tấn công trạm radar Amavi ở khu vực biên giới Krasnodar. Đòn tấn công làm hư hại cơ sở hiện đại, nơi cung cấp khả năng phòng không thông thường và một phần của hệ thống cảnh báo hạt nhân của Nga. Trạm radar Amavi được cho là có khả năng theo dõi tên lửa tầm xa ATACMS được Mỹ chuyển giao cho Ukraine vào đầu năm nay. Giới chức Kiev cuối tuần qua đã xác nhận việc thực hiện cuộc tấn công này. Họ cho rằng cơ sở này giám sát một phần không phận Ukraine và khu vực bán đảo Crimea. Các nhà phân tích đã có những phản ứng trái chiều về hành động được mô tả gây báo động ở phương Tây của Ukraine. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện ITS Zurich của Đức, Mauro Gili, nhận định đây là thành công về mặt chiến thuật của Ukraine, buộc Nga phải triển khai lại các hệ thống phòng không và nó cũng đưa ra dấu hiệu rằng không có địa điểm quân sự nào của Moscow là không thể chạm tới. Trái lại, một số nhà phân tích phương Tây khác tỏ ra do dự hơn khi nói rằng Ukraine nên tránh tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân của Nga. Đây không phải là một quyết định sáng suốt của Ukraine. Chuyên gia về vũ khí hạt nhân Hans Christensen tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ nêu quan điểm. Tương tự, nhà phân tích quân sự người Na Uy Todd Ari Iversen cho rằng việc tấn công một phần hệ thống cảnh báo hạt nhân của Nga không phải ý tưởng hay, đặc biệt trong thời điểm căng thẳng này. Điều tốt nhất cho tất cả mọi người là hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga hoạt động tốt, ông Iversen nói. Ngoài ra, nghiên cứu sinh tiến sĩ công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo, Na Uy, Fabian Hoffman cũng cảnh báo Kiev nên thận trọng vì các quan chức Mỹ và một số đồng minh châu Âu của Ukraine sẽ coi cuộc tấn công hệ thống radar Nga là liều lĩnh. Quyết định này có thể tác động tiêu cực đối với Ukraine khi không kiềm chế trong việc nhắm mục tiêu, ông Hoffman nhấn mạnh. Moscow hiện đã triển khai 10 cơ sở radar lớp Voronezh dọc biên giới Nga. Mỗi hệ thống có tầm hoạt động khoảng 6.500 km và có thể theo dõi 500 vật thể cùng một lúc. Nga vẫn chưa bình luận về vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào trạm radar Amavi.
Trong năm nay, cũng đã nhiều lần các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga như nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần đã bị tấn công. Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Moscow bắt đầu cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật tại quân khu phía Nam. Trong khi đó, hai quan chức Mỹ hôm 23 tháng 4 cho hãng tin Reuters biết Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ đầu tiên nằm trong dự luật Ukraine-Israel nhiều khả năng sắp được ký duyệt. Gói viện trợ bao gồm các phương tiện quân sự, đạn phòng không Stinger, đạn bổ sung cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao, đạn pháo 155mm, đạn chống tăng Tau và Javelin. Các vũ khí khác có thể được đưa vào sử dụng ngay trên chiến trường. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt 60,8 tỷ USD viện trợ cho Ukraine từ năm ngoái, nhưng bị các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện ngăn cản. Hôm 23 tháng 4 giờ địa phương, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về 4 dự luật hiện đã được Hạ viện thông qua. Trong đó, một dự luật dành cho Ukraine, dự luật dành cho Ukraine yêu cầu chuyển giao ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội, với tầm bắn lên tới 305 km mà Kiev cam kết không sử dụng trong lãnh thổ Nga. Nga đã tăng cường ném bom tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố của Ukraine trong những tuần gần đây, gia tăng áp lực lên Kiev. Theo hãng tin Reuters, một khi dự luật Ukraine được ký duyệt, quỹ bổ sung dự trữ của Mỹ sẽ tăng trở lại. Điều này làm giảm bớt lo ngại của Lầu Năm Góc rằng việc Tổng thống Joe Biden sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống PDA để hỗ trợ Ukraine sẽ làm tổn hại đến khả năng chuẩn bị của quân đội Mỹ. Hàng chục tỷ USD trong dự luật sẽ được dành để mua vũ khí thay thế gửi tới Ukraine cùng với chi phí vận chuyển và hành chính. Nếu dự luật này được thông qua, Tổng thống Biden có thể chuyển số vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, khi các quỹ bổ sung được triển khai, các công ty quốc phòng Mỹ cũng giành được nhiều hợp đồng hơn trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, một binh sĩ giấu tên của Ukraine khẳng định với hãng tin Reuters rằng nếu viện trợ được thông qua sớm hơn, tình hình có thể đã thay đổi đáng kể. Đối với Ukraine, gói viện trợ dự kiến được Mỹ thông qua vào tuần này là phao cứu sinh và có thể là diễn biến mang tính bước ngoặt trong cuộc xung đột với Nga. Người này cho biết thêm, tình trạng thiếu thốn đạn pháo đã buộc pháo binh Ukraine hạn chế hỏa lực, khiến họ hứng chịu tổn thất nhân mạng, lẫn lãnh thổ. Hai nhà phân tích quân sự giấu tên cho biết, nguồn khí tài mới sẽ cải thiện cơ hội của Kiev trong việc ngăn chặn bước đột phá lớn của Moscow ở phía đông. Động thái mới của Pháp giúp Ukraine đối phó lực lượng Nga. Tư lệnh Ukraine vừa thông báo đã ký giấy tờ cho phép huấn luyện viên quân sự Pháp sớm đến các trung tâm huấn luyện của Ukraine. Sau cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky cho biết trên Telegram ngày 27 tháng 5, "Tôi rất hoan nghênh Pháp gửi huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để đào tạo quân nhân Ukraine. Tôi đã ký các văn bản cho phép những huấn luyện viên quân sự Pháp đầu tiên đến thăm các trung tâm đào tạo của chúng tôi trong thời gian ngắn, làm quen với cơ sở hạ tầng và nhân sự." Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, ông Sersky không cung cấp thêm chi tiết. Ông Sersky tin rằng quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích các đối tác khác tham dự dự án đầy tham vọng này. Sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine giải thích rõ hơn trên X, Twitter, "Chúng tôi vẫn đang thảo luận với Pháp và các nước khác về vấn đề này." Trước đó, nghị sĩ Ukraine Alexei Goncharenko bị Nga đưa vào danh sách đối tượng cực đoan từng nói Pháp đã đồng ý cử giảm viên quân sự sang Ukraine để huấn luyện tân binh. Hãng thông tấn TASS ngày 27 tháng 5 dẫn lời bà Christilio Nien, tổng biên tập người Pháp của trang International Reporters, đưa ra thông tin Pháp có thể gửi không quá 200 binh sĩ đến Ukraine với vai trò huấn luyện viên quân sự. Tuy nhiên, bà Nien nói rằng thông tin này vẫn cần được kiểm chứng. Khi được yêu cầu bình luận, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu nói với Reuters, như đã đề cập nhiều lần, đào tạo trên đất Ukraine là một trong những dự án được thảo luận kể từ hội nghị hỗ trợ Ukraine do Tổng thống Emmanuel Macron triệu tập vào ngày 26 tháng 2. Giống các dự án được thảo luận vào thời điểm đó, dự án này tiếp tục là chủ đề thảo luận với phía Ukraine để hiểu rõ nhu cầu chính xác của họ. Bất chấp ý kiến trái chiều, Tổng thống Pháp thời gian qua nhiều lần đề cập ý tưởng điều quân tới Ukraine. Ngày 26 tháng 2, ông Macron gợi ý rằng một trong các lĩnh vực mà binh sĩ phương Tây có thể hỗ trợ Ukraine là huấn luyện lực lượng của Kiev trên lãnh thổ nước này. Trả lời phỏng vấn báo Economist, Tổng thống Macron cho biết Pháp có thể xem xét điều quân đội đến Kiev nếu Nga vượt qua tiền tuyến và nếu phía Ukraine đưa ra yêu cầu thêm quân lực. Ông Macron cũng đề cập mục tiêu chiến lược là cố gắng kìm chân quân đội Nga để Moscow không giành chiến thắng ở Ukraine. Đồng thời, tuyên bố nếu Nga thực sự giành chiến thắng sẽ đe dọa đến tình hình an ninh của châu Âu.
Giữa tháng 5, tờ New York Times đưa tin một số thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bí mật thảo luận về kịch bản triển khai huấn luyện viên quân sự hoặc nhà thầu đến Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ và hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí. Phản ứng về ý định điều quân của Pháp, Ba Lan cũng như các nước Baltic tới Ukraine, ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna, Áo về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, nói với TASS, thực chất các nước này đã đưa lực lượng với tư cách là lính đánh thuê tới Ukraine ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga từ tháng 2 năm 2022. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.